Chào anh chị em, vẫn là lời chào cũ như ngày nào. Tôi Linh Mục Yabotisita Nguyễn Minh Hùng, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tuân đây. Cái khung cảnh mà anh chị em đang thấy đây là nhà xứ Giáo xứ Thánh Tuân. Và hiện tại anh chị em nhìn thấy trên bàn của bàn giữa của văn phòng Giáo xứ của Giáo xứ Thánh Tuân đó là trước hết là bình hoa đỗ quyên anh chị em, hoa đỗ quyên của một người tặng cho tôi nhân dịp Tết đến xuân về. Rồi hai bên là hai bình hoa lan, lan này được gọi là lan hồ điệp đấy. Ở giữa là tượng Chúa Giêsu đứng chân chiên lành. Nhưng mà hôm nay tôi gặp anh chị em không phải để phe hoa hay là phe cái khung cảnh của văn phòng giáo xứ, mà tôi muốn nói đối với anh chị em một điều đặc biệt hơn. Không biết đoán ra chưa? Có ai đoán ra điều đặc biệt đó chưa? Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một bức ảnh. Đây, tôi xin đọc cái nội dung bức ảnh này. Đó là hình của một linh mục đang giải tội với cái lời mà có lẽ nhiều người biết rõ lắm. Tôi không nhớ cái lời này của thánh, nếu tôi nhớ không lầm đây là thánh phụ, mà không nhớ thánh phụ nào. Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai. Có nghĩa là Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta. Ngay cả như các thánh vẫn có những lỗi lầm, trong quá khứ các ngài vẫn có thể có những lỗi lầm, nhưng các ngài đã trở nên thánh khi vượt qua lỗi lầm của mình. Vì thế gieo trong chúng ta niềm hy vọng, dù chúng ta tội lỗi cách mấy, Chúa vẫn đón chờ, Chúa vẫn giang tay mời gọi, cho nên chúng ta đều có một tương lai. Và bên cạnh hình ảnh để kêu gọi mọi người ý thức về tình thương của Chúa đến với tòa giải tội, thì hình ảnh quà tặng tin mừng là cái điều mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta, đó là dùng lời Chúa để sống đời sống Kitô hữu của mình. Lời Chúa là bản xét mình đầy đủ nhất, và càng xét mình thì càng thấy mình tội lỗi. Cũng là lời của một vị thánh hay là một linh mục giáo phụ, một giám mục giáo phụ gì đó mà tôi không nhớ. Nhiều khi mình đọc nhiều mình cũng chẳng nhớ hết, mà nhớ được cái nội dung thôi. Tôi ghi lại với anh chị em đây. Và tại sao lại có những bức ảnh và có nội dung thế này? Thưa anh chị em, như tôi đã từng thông báo ở trong các thánh lễ, đó là năm nay Giáo xứ Thánh Tuân kỷ niệm 20 năm thành lập giáo xứ, ngày 16 tháng 2 năm 2004, thì Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường lúc đó là Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ ký quyết định để thành lập Giáo xứ Thánh Tuân tách ra từ Giáo xứ Cao Xá, coi như Giáo xứ Cao Xá là giáo xứ mẹ, và chúng tôi Giáo xứ Thánh Tuân là bây giờ đã lớn mạnh cho nên có thể trở thành một giáo xứ mới được, thành ra tách ra từ Giáo xứ Cao Xá để trở thành giáo xứ mới mang tên là Giáo xứ Thánh Tuân. Thánh Tuân là Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân. Ngài là linh mục dòng Đa Minh, ngài chịu tử đạo, ngài là một trong các vị tử đạo Việt Nam, và ngài được nhận làm bổn mạng của giáo xứ, và giáo xứ cũng nhận tên của ngài thành tên gọi của giáo xứ. Từ đó chúng ta có Giáo xứ Thánh Tuân, nói cho đầy đủ là Giáo xứ Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân. Và ngoài cái bức hình này thì đằng sau chúng tôi còn có một cái mộc. Đây chưa có ha. Cái mộc này có nội dung là Giáo xứ Thánh Tuân tạ ơn Chúa kỷ niệm 20 năm thành lập, ngày 16 tháng 2 2024. Cách đây 20 năm, được thành lập là ngày 16 tháng 2 năm 2004. Cha xứ kính tặng và xin Chúa chúc lành. Đó. Ngoài cái bức ảnh này, chúng ta còn có một số những bức ảnh để mừng
20 năm thành lập giáo xứ, tôi có ý định mời gọi anh chị em giáo dân củng cố gia đình mình. Này, bức ảnh này hơi mờ. Củng cố gia đình mình bằng bằng cái lời của Đức Mẹ Maria trong tiệc cưới tại Cana theo Tin Mừng Thánh Gioan. Tiệc cưới Cana, Tin Mừng Thánh Gioan, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 12, trong đó có một lời Đức Mẹ bảo với các gia nhân trong tiệc cưới, đó là Ngài bảo gì, các con hãy làm theo. Và đây là hình ảnh họa lại tiệc cưới. Đây là hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta. Và hàng chữ ở dưới bức ảnh là Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tuân. Dù câu chuyện Cana xảy ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng lời Mẹ dặn Ngài bảo gì các con hãy làm theo vẫn sống động mãi cho đến tận thế và hữu hiệu tức khắc cho cả nhân loại ngày nay, cho mọi người và mọi thời, chứ không phải chỉ dành riêng cho các gia đình. Tiệc cưới Cana thì thiếu rượu, nhưng chúng ta lại thiếu thốn trăm sự khác: thiếu tiền, sức khỏe, bình an, tình yêu, đức tin, ân sủng, lòng thương xót, lòng hoán cải, vân vân. Tức là đang nghèo khó trong mọi sự. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ một bí quyết cốt lõi nhưng rất đơn giản, dễ thực hiện, đó là hãy trung thành đọc và cầu nguyện với Tin Mừng hằng ngày để có thể biết Ngài bảo gì. Chúa sẽ bảo mỗi người mỗi cách, mỗi ngày mỗi việc. Cho nên mừng 20 năm thành lập giáo xứ, chúng tôi kêu gọi các gia đình hãy trở về với gia đình của mình, và nhất là dựa trên chính lời Chúa. Hơn thế, dựa trên chính giáo huấn của Đức Mẹ Maria tại tiệc cưới năm xưa, để trở về với Chúa, trở về với lời Chúa. 20 năm thành lập giáo xứ, niềm vui thì đúng rồi, nhưng không chỉ là nụ cười trên môi, mà chúng tôi còn ý thức trở về với gia đình mình để có được một sức sống mới trong cộng đoàn của cả giáo xứ. Và đây là bức hình thứ hai. Còn bức hình thứ ba, bức hình thứ ba là hình Đức Trinh Nữ Maria. Không biết là anh chị em có nhớ bài hát này không? Có một bài hát mà tôi nhớ là lâu lắm rồi, có nội dung là Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ thời thơ bé, yêu mãi đến tuổi già. Ở đây anh chị em có ai biết bài hát này không? Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Mà lâu lắm rồi tôi không nghe ca đoàn hát. Hôm nay thì khi làm bức ảnh này để tặng cho giáo dân trong giáo xứ, tôi nhớ lại nội dung của bài hát này và không nhớ tác giả nào, để mỗi người mỗi lần nhìn vào bài hát với hình ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu, chúng ta thốt lên cùng Đức Mẹ: Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ thời thơ bé, yêu mãi đến tuổi già. Và cũng là bức ảnh đằng sau đó có nội dung kính tặng. Đây là dấu mộc mà tôi nói với anh chị em lúc nãy đó. Giáo xứ Thánh Tuân tạ ơn Chúa kỷ niệm 20 năm thành lập, 2004 ngày 16 tháng 2 2024, cha xứ kính tặng và xin Chúa chúc lành. Đó là bức ảnh thứ ba. Còn một bức ảnh thứ tư, nhưng bức ảnh này nó không phải là bức ảnh, mà đúng hơn nó là phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng tôi rút ngắn lại, làm tức là cái khổ của phép lành tòa thánh nguyên thủy thì lớn gấp 4 lần bức ảnh chúng ta đang thấy đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhận phép lành tòa thánh với cái khổ giấy lớn như thế thì tốn kém lắm. Thành ra tôi đành phải rút lại, thành ra cái hình ảnh mà chúng ta đang thấy đây cỡ bằng A5 thôi. Đức Thánh Cha Francisco ưu ái ban phép lành tòa thánh và khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào thiên ân
nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh cho Cộng đoàn Giáo sứ Thánh Tuân, nhân dịp khởi đầu sứ vụ truyền giáo bằng quà tặng Tin Mừng và Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, Francisco Giáo Hoàng. Đó là bốn bức ảnh mà chúng tôi sẽ kẹp vào bên trong một phong bì. Thưa anh chị em, đây là phong bì. Chúng tôi sẽ bỏ vào phong bì từng bức ảnh, bốn bức ảnh này. Mỗi bức ảnh sẽ bỏ vào phong bì thế này. Đây là một, và chúng ta sẽ bỏ vào bốn bức ảnh. Đây, cái bức ảnh thứ hai. Bức ảnh thứ ba là vào chung một phong bì. Và bức ảnh thứ tư là đây ha, là phép lành của Đức Giáo Hoàng, tiệc cưới Cana và kêu gọi sám hối cầu nguyện nhân dịp 20 năm thành lập giáo xứ. Và cuối cùng là diễn tả lòng yêu mến với Đức Mẹ Maria. Đây, bốn bức ảnh. Chúng tôi sẽ bỏ vào chung một phong bì. Bốn bức ảnh chúng tôi sẽ bỏ vào chung một phong bì. Và trong ngày mùng 1 Tết, tôi sẽ mời gọi từng gia đình đại diện một người của gia đình lên để nhận phong bì này. Thưa anh chị em, đây. Đó, chúng ta nhìn lại cho rõ. Tại vì chúng tôi đã bọc bằng nhựa ha, chúng tôi bọc nhựa lại cho nó chắc chắn và cho đẹp hơn. Thì có lẽ anh chị em nhìn cũng hơi khó vì cái nhựa đó nó là giấy bóng, thành ra nó phản xạ ánh sáng, cho nên có lúc nó sẽ khó thấy. Nhưng mà chắc là cách chung thì anh chị em cũng nhìn thấy được. Tắt đèn thì nó dễ thấy hơn. Đây, một phong bì gồm có như thế này, là quà tặng của cha xứ dành cho từng gia đình của giáo xứ Thánh Tuân. Và thưa anh chị em, để có được tất cả những điều này thì tôi nhờ một người ở giáo phận Sài Gòn làm giùm tôi và gửi về cho tôi. Rồi sau khi tôi nhận được cái công sức của ông thường ký tên là HD, ông không muốn nói tên mình cho nên tôi chỉ nói với anh chị em thế thôi. HD, anh chị em mà nhìn thấy trên các trang web mà có một người lấy tên là HD thì đấy là ông. Và ông nhận giúp tôi làm những bức ảnh này để gửi về giáo xứ Thánh Tuân. Sau khi gửi về giáo xứ Thánh Tuân xong thì chúng tôi đóng mộc từng tấm một giáo xứ Thánh Tuân kỷ niệm 20 năm thành lập và cha xứ kính tặng vân vân. Đấy, chúng tôi đóng mộc từng tấm hình một ở phía sau lưng của bức hình. Đó. Và thậm chí chúng tôi đóng mộc mừng 20 năm thành lập và cha xứ kính tặng cả bên ngoài từng cái phong bì thế này nữa. Hơn thế nữa, chúng tôi còn mời gọi đọc tin mừng và cầu nguyện. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi đọc và cầu nguyện hàng ngày với tin mừng và một cái mộc khác chúc mừng năm mới. Nghĩa là chúng tôi làm có khá nhiều kỳ công, khá nhiều giai đoạn, khá nhiều kỳ công. Đành phải chuẩn bị từ sớm anh chị em. Tôi chuẩn bị từ cả 2 tháng qua. Nhưng mà hôm nay thì giáo dân mới có thể viết cái món quà này. Khi tôi nói lên và tôi nhờ họ giúp dùm thì họ mới có thể viết. Cái điều quan trọng tôi nhắc lại đó, điều quan trọng vẫn là chúng ta không chỉ có tiếng cười, không chỉ là niềm vui bên ngoài, mà còn là mời gọi chúng ta sống lòng tin. Và nhân dịp 20 năm đòi hỏi chúng ta càng nhìn về đức tin của mình, càng nhìn về linh hồn của mình. Đó là điều cần thiết. Và sau khi đóng mộc như thế này xong thì anh chị em giáo dân sẽ đâu rồi, đây, thưa anh chị em, sau khi đóng mộc xong
thì chúng tôi bỏ vào cái bọc nhựa thế này. Đấy, mở cái bọc nhựa này ra. Bọc nhựa ra ha, rồi chúng tôi mới bỏ cái bức ảnh vô, bỏ bức ảnh vào cái bọc nhựa này. Bốn bức ảnh thì đều được bọc trong bọc nhựa này hết. Và khi làm như thế này là chúng tôi phải làm nhiều công đoạn với tổng cộng là 3.600 bức ảnh. 4.600 bức ảnh. Mỗi bức ảnh là 4.000. Xin lỗi, tôi lại sai nữa anh chị em, tôi lại sai nữa. 4.800. Mỗi bức ảnh là 1.200 số lượng. Tổng cộng hết 4 bức ảnh với số lượng mỗi bức là 1.200 thì tổng cộng là 4.800. Đấy, 4.800. Sau khi bỏ vào trong cái bọc nhựa thế này thì chúng tôi mượn cái máy này gọi là máy ép nhựa. Thưa anh chị em, cái máy này gọi là máy ép nhựa. Khi chúng tôi ép nhựa bằng cách là bỏ vào bọc nhựa xong chúng tôi cho vào đây. Đây, anh chị em nhìn cái chúng tôi có ba cái máy bọc nhựa, có ba cái máy ép nhựa. Đây, chúng tôi đang làm đó. Đây là một chủng sinh của giáo phận Phú Cường đang học tại Đại chủng viện Sài Gòn. Hôm nay về nghỉ Tết và đang giúp giáo xứ làm bọc nhựa này, đang canh cái máy để bọc nhựa. Và những cái máy này chúng tôi đang mượn của giáo dân ba cái máy. Anh chị em xem từng công đoạn. Đấy, bỏ nó vào như thế. Và khi lấy ra là chúng ta đã được một bức ảnh đã bọc nhựa đẹp, lịch sự, sang trọng. Rồi sau khi đã ép nhựa xong thì chúng tôi để riêng ra mỗi loại một thùng. Mỗi loại một thùng rồi mới bỏ vào phong bì. Đấy. Thưa anh chị em, khá nhiều những công đoạn và khá nhiều những công sức nữa. Công đoạn nó gồm có công sức của mỗi người chúng ta. Đấy là một vài giới thiệu mà tôi muốn gửi đến anh chị em nhân dịp giáo xứ chúng tôi mừng kỷ niệm 20 năm thành lập giáo xứ, và có những món quà tinh thần dành cho các gia đình của anh chị em giáo dân trong giáo xứ. Xin giới thiệu với anh chị em như thế để chúng ta biết rằng quà mà chúng ta nhận lãnh, quà tinh thần, nói như thế thì còn chưa đủ, mà tinh thần này thật sự là một kỳ công từ những anh em ở Sài Gòn giúp đỡ, cho tới những công đoạn mà chúng tôi về đây đang thực hiện, từ khâu in ấn máy vi tính vân vân cho đến hoàn thành bỏ vào trong từng cái phong bì như thế để thành một món quà trọn vẹn. Nó là một công sức lớn của nhiều người, cho nên là cái chữ tinh thần đó nó bao gồm nhiều, nói thì nó nhẹ, nó ít, nhưng mà khi chúng ta nhìn lại thì nó không ít không nhẹ tí nào. Và qua đây tôi cũng thay mặt cho toàn thể anh chị em giáo dân giáo xứ Thánh Tuân cảm ơn tất cả các ân nhân, cảm ơn tất cả những người đã giúp chúng tôi hoàn thành tất cả những món quà đẹp này trong ngày đầu xuân thật là ý nghĩa, khi chúng tôi mừng tròn 20 năm thành lập giáo xứ. Và dĩ nhiên tôi mời gọi anh chị em cùng với tôi, trước tiên chúng ta cảm ơn Thiên Chúa đã cho giáo xứ đi qua 20 năm, và cảm ơn Thiên Chúa đã gìn giữ từng người, từ các linh mục cựu chánh xứ đến tôi là vị linh mục đang đương kim chánh xứ, cho đến nhiều anh chị em giáo dân, chúng ta cũng không quên nhiều ân nhân của giáo xứ còn sống cũng như đã qua đời. Xin Chúa chúc lành và trả công cho tất cả. Xin Chúa cũng trả công cho những anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách xem và cầu nguyện cho giáo xứ chúng tôi trong lúc này. Xin cảm ơn tất cả. Tôi xin chào anh chị em một lần nữa. Xin chúc anh chị em một năm mới tràn đầy thánh ân của Chúa.
Được tình yêu của Chúa luôn luôn bao phủ, chở che, và xin tất cả mọi người cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta một niềm yêu mến Chúa. Và trong thời gian chúng tôi mừng kỷ niệm 20 năm, xin được chia sẻ niềm vui này với anh chị em để mọi người cùng chia sẻ cái niềm vui lớn lao, nhưng cũng là một niềm vui thuộc về tinh thần, thuộc về đức tin của chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn và kính chào.